Với chủ đề nắm bắt cơ hội thích ứng phát triển trong tình hình mới, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Trong bối cảnh dịch COVID-19 gây đứt gãy các chuỗi cung ứng, Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tìm kiếm tiềm năng hợp tác, kinh doanh. Đại diện các bộ ngành cùng chuyên gia đến từ hai nước đã trao đổi, thảo luận về các thông tin, xu hướng, chính sách mới của Hoa Kỳ, từ đó định hướng giúp doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt thời cơ phát triển, thu hút chuỗi cung ứng và FDI của Hoa Kỳ trong trạng thái bình thường mới, bối cảnh mới. Hiện Việt Nam là đối tác lớn thứ 9 của Hoa Kỳ và là đối tác lớn nhất của nước này trong khối ASEAN. Dự kiến trong năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn sẽ đạt khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như đồ gỗ, dệt may, da giày đạt kết quả tích cực. Hôm nay tại trụ sở Báo Nhân dân, đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam do đồng chí Ri Ho Chun, đại biện lâm thời làm trưởng đoàn. Cảm ơn đồng chí đại biện lâm thời về những tình cảm và sự đánh giá cao mà Đại sứ quán Triều Tiên dành cho Báo Nhân dân. Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân Đinh Như Hoan nhấn mạnh, Báo Nhân dân sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan báo chí của Triều Tiên, nhất là tờ Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước, đóng góp cho công cuộc phát triển xây dựng chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước. Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân cũng cho biết thời gian qua, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của báo đảng, Báo Nhân dân tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, áp dụng công nghệ hiện đại, xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng. Tại buổi làm việc, thông tin về những thành tựu quan trọng của Triều Tiên, nhất là sau đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên, đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên, đồng chí Ri Ho Jun nhấn mạnh, Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi thông tin, thông qua Báo Nhân dân giới thiệu về những thành tựu kinh tế xã hội trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Triều Tiên.